Chồng đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản gian díu với 182 người gồm sao nam, diễn viên, AV, coi đối tượng như búp bê tình dục. Mới đây cả showbiz Nhật Bản chấn động với thông tin Ken Watanabe, chồng đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản, Nozomi Sasaki có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ sau lưng vợ. Thậm chí có nguồn tin cho biết Ken Watanabe còn bạo hành bà xã, nhưng hiện tại thông tin này chưa được xác thực. Trang Sohu sáng ngày hôm nay đưa tin, theo truyền thông Nhật Bản, Ken Watanabe đã ngoại tình với tất cả 182 người, bao gồm diễn viên AV, ca sĩ, thậm chí có cả sao nam trong showbiz và nhiều người ngoài làng giải trí. Trong một bài viết liệt kê tuổi tác, nghề nghiệp của dàn người tình, có diễn viên gợi cảm A năm nay mới ngoài 20 tuổi, cô B kinh doanh nhà hàng thịt nướng ngoài 30 tuổi, chủ salon làm đẹp 20 tuổi, nhân viên massage 40 tuổi, tuyển thủ đô vật 50 tuổi, sao nam tin dê ngoài 30 tuổi. Số lượng nhân vật liên quan quá lớn lẫn tuổi tác nghề nghiệp trải dài khiến showbiz Nhật chấn động. Thông tin bên lề cho biết Ken Watanabe nảy sinh quan hệ ngoại tình ở những nơi như tầng hầm bãi đỗ xe, trong thang máy, nhà vệ sinh và thậm chí là cả trong xe ô tô. Được biết, có 3 sao nữ showbiz đã được chỉ ra là có quan hệ ám muội với Ken Watanabe, đó là Eri Takigawa, Eri Rika Katagiri và Nao Shinkoji. Ba mỹ nhân này khác nhau về độ tuổi, khí chất nhưng lại có một điểm chung là họ đều là những nữ diễn viên JAV. Eri Takigawa năm nay 40 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo theo phong cách sexy, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần của đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản Nozomi Sasaki. Mặc dù đã có tuổi nhưng Eri Takigawa vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thân hình bốc lửa. Người thứ hai là Eri Rika Katagiri năm nay 29 tuổi, khác với Eri Takigawa, cô cuốn hút với vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa thanh thuần. Người đẹp này gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, cằm V-line và phong cách ăn mặc gợi cảm. Cuối cùng là Nao Shinkoji, 20 tuổi. Có thể nói là người có khí chất tương tự nhất với bà cả Sasaki trong số 3 tiểu tam được nói đến ở đây. Nao sở hữu khuôn mặt thanh thuần, dễ thương, tràn đầy sức sống. Blogger Thạo Tin Sứ Trung đã chia sẻ một bài viết dịch lại nguồn tin báo Nhật và cho biết có một nhân viên văn phòng đã tiết lộ tường tận về các mối quan hệ của Ken. Mặc dù đã kết hôn nhưng Ken và người này vẫn duy trì hẹn hò. Anh và B mỗi lần gặp nhau sẽ có 15 phút bên nhau. Sau đó Ken sẽ gửi tặng B số tiền là 10.000 yên, tức là khoảng 2,1 triệu đồng. Lúc hẹn hò với C, Ken sẽ yêu cầu tìm phòng họp. Với các cuộc hẹn với các cô gái khác, Ken lại muốn tới nhà vệ sinh để hành sự, sau đó yêu cầu xóa hết tất cả các tin nhắn trò chuyện. Trước đó, khi vụ việc vỡ lở, một người phụ nữ ngoài làng giải trí JBiz có gian díu với Ken Watanabe đã tiết lộ mối quan hệ bất chính giữa hai người trong một bài phỏng vấn. Cô khiến Jeanette chấn động với chia sẻ, mình và tài tử Ken quan hệ với nhau 2 lần một tuần, kể cả khi Ken và Sasaki đã kết hôn, cô và Ken vẫn giữ mối quan hệ bí mật và không chia tay. Tổng cộng đã quan hệ khoảng 30 lần. Người này bộc bạch thêm rằng cả hai thường xuyên bí mật hẹn hò tại đồi Roppongi thuộc Minatoku, Nhật Bản. Địa điểm thường là nhà vệ sinh trong bãi đỗ xe. Anh ta chỉ coi tôi là búp bê tình dục, tôi thậm chí chỉ hy vọng anh ta coi tôi là một người phụ nữ bình thường. Cô này đã nói như vậy.